có bước lại nữa. Hát con cu lặn lên quần nhang, con cu lặn lên quần nhang bắt chú bé tùng lâm. Tùng Lâm ơi là Tùng Lâm. Nè con đứng dậy nha. Hai ba. Hồi nó nhúng rồi bé ơi. Nó nhúng nè. Sao con? Sao lại ngon ngọt sụp 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 sụp. Thầy kêu hôm nay đưa đây ăn chưa? Hôm qua ăn cơm chia tay rồi. Con mới ăn rồi. La 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 la. Mời mẹ con về bán. Bà chú nè.
em nhớ là bữa em đi mượn chị bán rồi, bữa nay nấu nó mềm như là chú nhão rồi đó. Mà bán ông bà độ còn nhiêu là mừng lắm, mà nấu một nồi lại khét luôn. Bởi vậy tôi hỏi mà không không trời ơi, không thấy chị phải sáu mối chút chuyện cười tệ đó, đi đi bán bán trời ơi. À, rồi sáng trời ơi nó nảy lên vậy đó bà coi đó. Còn bà Út Hung cảm biệt á, bà Út Hung cảm biệt nè, bà Út Hung cảm biệt nha, bà Út Hung cảm biệt, bà Út Hung cảm biệt, bà Út Hung cảm biệt, bà Út Hung cảm biệt lạ kìa. Xã là xã đó già muốn cho tôi xin bà xã trong kia, bà kia mời để cho chơi xã phải chờ mua gì sao mà chồng này nè 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 sáng hôm chồng có mấy bữa dưới này nè mà chồng nhắc nó chị giữ nó mẹ ơi, đằng ngoài mẹ sao nằm mà đẻ đứa đó giọng nó con giọng nó vậy nè. Tôi làm quà cho nó rồi mà nó còn không có hơi hám nữa. Nó ngắt quà. Tôi cho nó trọn bộ rồi mà nó cũng không được gì.